Bệnh nhân Bùi Xuân An, sinh năm 1967, được chuyển từ bệnh viện tỉnh Đắk Lắk lên bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa ngày hôm qua 21 tháng 10. Trong một vụ tai nạn giao thông trước đó, bệnh nhân đã bị sợi dây cáp cứa ngang cổ, gây đứt thanh khí quản và hôn mê. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tôi chạy xe máy, có một cái xe kéo xe qua đường. Khi mà tôi trực giác tôi thấy, chờ tay không kịp, tung vô cái sợi dây đó. Sợi dây cáp kéo xe kéo nhau, mình tung vô sợi dây cáp đó. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện Chợ Rẫy đã cho bệnh nhân thở oxy, tiến hành hàng loạt các xét nghiệm nội soi, CT scan. Việc tiến hành các xét nghiệm một cách nhanh chóng trong trường hợp này hết sức quan trọng vì có thể tránh tình trạng áp xe cổ, nhiễm trùng vết thương, về lâu dài có thể gây sẹo hẹp các mô. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật nối khí quản ngay sau đó, vì được cấp cứu kịp thời nên các bác sĩ không gặp khó khăn gì trong ca phẫu thuật hơn 1 tiếng đồng hồ. Khí quản được khâu nối, đặt ống thở và sau đó một ngày, các bác sĩ đã rút ống thở. Chúng tôi bóc tách bóc lộ được khí quản thì khí quản đứt gần lìa luôn, chỉ còn dính lại phía phần sau. Và sau đó chúng tôi tiến hành cầm máu và sau đó khâu nối lại cái khí quản đã đứt đâu. Và sau khi khâu nối thì chúng tôi lưu lại cái ống thở, ống nội khí quản một ngày, tức là cách hôm nay. Trưa hôm nay chúng tôi mới tiến hành rút. Thì sau khi rút rồi thì tình trạng bệnh nhân về tràn khí thì cái mặt thì nó đỡ hơn. Tuy nhiên ở ngực và cổ thì còn tình trạng có thể cải thiện tốt. Bệnh nhân Bùi Xuân An hiện trong tình trạng dần hồi phục, vùng ngực còn bị tràn khí. Tuy nhiên, sức khỏe đã ổn định, có thể nói chuyện bình thường và sẽ xuất viện trong vòng 10 ngày tới.